Nay chơi mấy anh ơi, nay đi vô xưởng lâu quá không vô xưởng đục của bạn Tân Cóc mấy anh. Nay vô coi có gì hay ho không? Làm gì này? Làm con rồng. Rồng đó đó hả? Ủa tạo kênh hướng dẫn nghề đục chưa? Chưa. Chưa, con rồng này hả? Gỗ hương hả? Làm xong rồi mà. Sắp xong rồi. Sao bữa giờ ông gọi quay clip ông nội? Rồng ngũ giáng hương mấy anh. Giờ đang là công đoạn gì vậy? Dạ. Ủa bữa có bạn kia hỏi cái máy này là máy gì vậy, bạn Tân? Máy này điêu khắc. Máy điêu khắc, nhưng mà cái tên chuyên ngành của nó là cái gì? Máy điêu khắc. Đi ra ngoài tiệm nói vậy hả? Đi ra ngoài tiệm nói máy gì? Máy đục chạm. Máy đục chạm hả? Bữa bạn kia vẫn hỏi. Sừng này đúng không? Vậy. À do giống giống cái sừng đúng không? Đúng rồi. Còn cái vảy này mình làm bằng tay à? Vảy làm bằng tay. Bữa giờ ông kia vô quay chặt vảy rồi. Mình phải lâu lắm, quay mất thời gian á. Tí nữa gắn râu vô nữa đúng không? Gắn râu làm răng. Còn gắn râu làm răng nữa xong bà rồi. Đây con rồng mấy anh, con rồng liền hết mới ghê chứ. Ủa kiếm cục cây cái thế như vậy luôn hả? Nó tự nhiên là vậy đó. Chứ cục này, cái cục kia mà phá ra chắc bỏ nhiều ha. Thế đẹp chứ bộ, liền hết mà cái thế này đẹp chứ bộ. Và uổng mấy cái chân ha, mấy cái chân mà nó bám xuống dưới cái tấm này nữa. Cái này là gọi là gì ta? Cái gì Ní Tân? Cái nào? Cái kỷ hả? Cái này gọi là đế thôi. Giống cái kỷ á đúng không? Nó bám xuống giống như cái kỷ nữa đẹp ha. Bốn cái chân mà đứng xuống đó rồi. Rồng. Giờ làm tới công đoạn gì? Răng. Thằng răng hả? Sửa lại mấy anh. Lúc trước nó ghê lắm, nó giống như rắn vậy. Giờ nhìn nó giống rồng nữa. Bữa em vô đây nè, em vô nhà Ní Tân đi đám giỗ nè. Nhìn giống yên rắn nè. Rồi sửa lại giống con rồng được xíu hả? Nó lại cái cục này nó đang liền mấy anh, nên là không có chấp cái chân ra ngoài, cho cái chân mà nó bâu ra ngoài nó đẹp. Nó là do cái cục liền nên khách ta yêu cầu là không có chấp gì nữa, là cái chân nhỏ nhỏ rồi được, đẹp chưa? Làm răng là làm sao? À, tỉa vậy hả? Đang làm răng hàm mặt cho nó mấy anh. Bọc răng sứ hả anh Ní Tân? Tí nữa chắp cái râu vô đẹp nữa. Ní Tân mới đục mới làm xong cái răng mấy anh nè. Anh cứ chở ra đây. Dạ. Này ổn quá mấy anh ơi. Bữa giờ không biết thì vô quay cho mấy anh coi cách đục con rồng. Đây, bàn ghế từ bao giờ, bây giờ chở thế nào dọn nhau, sơ sao kịp. Rồng này do liền nên là cái chân đục nhỏ nha mấy anh, chứ không phải là không ấy đâu, chấp cái chân vô thì bự ra đẹp lắm. Chở đây em sửa sơ sơ rồi em chở tủ, chở vào đó luôn. Đẹp quá, cô Giáng Hương. Giờ chở thế nào chở. Chở đây. Ủa cái sừng này có chấp không Ní Tân? Cái sừng có chấp không màu khác à? Nổi. Nói ra hả? Nói ra cho màu khác cho nó nổi lên hả? Rồi chỉ nguyên con rồng là nó đều màu thôi. Rồi ra đưa cho BU nhỏ sơn đúng không? BU nhỏ. BU nhỏ làm cả năm cả tỷ tiền hàng rồi vẫn bị chỗ che vô kêu là thợ mới ra nghề. Nghe mắc cười quá đi.
Đúng không lý thân? Nó là hàng tỷ, nó là hàng chục tỷ năm. Năm ta ra xưởng sơn, người ta xưởng sơn của ta sơn cho tỷ rồi, mấy chậu tre vô kêu là thợ mới ra nghề còn yếu lắm. Cái này các mấy anh em, video nhỏ bữa mấy anh em biết cái clip mà em quay ở cửa hàng đồ gỗ của anh Đức không? Đồ gỗ mỹ nghệ không? Nguyên cửa hàng nó mấy trăm cục tượng á, 400-500 là video nhỏ sơn hết luôn á. Nên là đâu có đùa được với u nhỏ đâu. À, con rồng này bạn Tân cũng đem ra cho u nhỏ sơn à. Ra u nhỏ quật cho láng hết. Khỏi trà bay, quật hết. Tân khóc luôn. Vậy là đến câu đòi cho bạn Tân. Làm đây. Này lưỡi hả? Xíu xong quay toàn cảnh nghỉ với anh ơi. Xui quá. Vô thấy xong hết trơn. Đang cạo cao răng cho con rồng phải không? Đang lại làm răng mà cạo cao răng được. Mới làm răng rồng xong rồi mấy anh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rồi giờ cho nó ngậm viên ngọc vô mấy anh. Đó. Lý Tân mới cho ngậm viên ngọc này được không nè? Mới thiết kế viên ngọc được không? Không có làm viên ngọc. Đó, có sẵn rồi nè. Đốt. Xong rồi mấy anh dán râu vô nữa là đi sơn bi u thôi. Quá đẹp. Con rồng này có 2 triệu nha mấy anh. Ai mua liên hệ anh Tân. Bữa anh nào liên hệ anh Tân kêu ra sân la đục vậy. Xa quá. Rồng này bán có 2 triệu á, gỗ dán hương nha, liền 100% nha, chỉ có chấp cái sừng thôi à. Dạ cái ấy của người ta mà, viên ngọc của người ta để đó đi. Để chấp thêm răng nanh vô đúng không? Chấp có răng cái lịch sự. Đừng sợ rồi mấy anh ơi, giờ gắn râu vô nữa là xong rồng à. Mới làm mắt xong rồi. Hai cái răng nanh, con mắt nè. Đó, giờ đang gắn râu vô là xong. Bấm lỗ mũi vô nó hả? Sợ phan tay. Sợ lỗ mũi. Rồng 2 triệu anh ấy. 2 triệu. Ok, mình lấy nha. Ok. Giao tiền luôn. Rồi lấy gì đền cho khách? Nào con khác. Dạ. Yeah. Bởi vậy, nghề thợ ơi, nghề thợ chạm, thợ mộc có đồ xài gì ở nhà đâu. Hoặc là bán hết rồi. Okay. Xong rồi mấy anh. Đẹp trai rồi đó. Con rồng đã xong. Rồi để mình cưỡi thôi coi bay được không.
Ok mấy anh, clip này đi vô xưởng bạn Tân chơi thôi. Nghe. Yeah. Thấy bạn Tân đang làm rồng gần xong rồi. Thì quay lại khúc cuối cho mấy anh coi chơi vui. Chưa. Ok mấy anh, có gì mấy anh rảnh vô coi cho vui thôi mấy anh. Để em quay cận cảnh nha. Có thể đi con rồng thì đục nhiêu để có anh em kêu đục thì đục. Đấy. Sao mày u lên là đẹp phết á chứ không giỡn đâu. Quay bên kia đẹp hơn. Bên kia tối. Đấy, đảo chiều. Quá dở nhỉ. Đấy. Rồng là chuẩn bị bay lên trời hay gì nè. Rồng lộn. Bay. Thì rồng lộn đây. Làm video lên đẹp phết á, giỡn nè. Rồi ok mấy anh, clip này chủ yếu là vô lâu lâu vô thăm bạn Tân tình hình sức khỏe hay sao thôi mấy anh. Là sẵn đang thấy Lan đạm rồng quay cho mấy anh coi chơi thôi. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha.